quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin y tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Kính thưa quý vị, đối với người bệnh tiêu chảy, bên cạnh việc điều trị tiêu chảy bằng thuốc, thì chế độ ăn không kém phần quan trọng giúp tình trạng bệnh cải thiện hơn. Trong video ngày hôm nay, Báo Sức khỏe và đời sống sẽ cùng quý vị tìm hiểu các loại thực phẩm mà các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khuyên bạn cần tránh khi bị tiêu chảy. Nhóm thực phẩm đầu tiên cần tránh đó là những thực phẩm làm từ sữa tiêu chảy có thể làm giảm lượng enzyme lactase. Đây là một loại enzyme cần thiết để cơ thể có thể tiêu hóa đường lactose, loại đường này có trong các sản phẩm từ sữa. Nếu đường lactose này không được tiêu hóa, có thể dẫn đến các triệu chứng như đầy hơi, buồn nôn và tiêu chảy. Do đó, một số loại thực phẩm có chứa đường lactose phổ biến cần tránh, đó là sữa, phô mai và kem chua. Tuy nhiên, sữa chua lại là một ngoại lệ. Các men vi sinh có trong sữa chua có thể giúp cơ thể bạn hồi phục. Và lưu ý nên chọn sữa chua thường không có đường. Mặt khác, thực phẩm có hàm lượng chất béo cao cũng có thể tăng nhu động ruột và gây ra các phản ứng đối với một hệ tiêu hóa. Vì vậy, bạn sẽ cần tránh các loại thực phẩm đó là những thực phẩm có chứa kem, thức ăn nhanh, thịt có nhiều dầu mỡ, thực phẩm nhiều dầu mỡ, thực phẩm chiên rán. Lựa chọn tốt nhất bao gồm protein nạc, thịt gà luộc hoặc súp. Loại thực phẩm tiếp theo bạn nên tránh đó là thực phẩm không đường một số chất làm ngọt nhân tạo và thay thế đường có thể có tác dụng nhuận tràng tuy nhiên sẽ tạo khí và gây đầy hơi vì vậy cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn tốt nhất là nên tránh những loại như soda kẹo không đường kẹo cao su không đường gói đường thay thế dùng cho cà phê và trà bên cạnh đó một số các loại rau và đậu cần tránh cho đến khi cơ thể cảm thấy tốt hơn đó là đậu bông cải xanh cải bắp súp lơ và hành lựa chọn tốt hơn bao gồm rau xanh như rau chân vịt đậu xanh và bí xanh các loại trái cây bạn cần tránh cho đến khi sức khỏe ổn định đó là trái đào, lê, mận, trái cây sấy khô. Nếu thích ăn trái cây, bạn có thể thử quả việt quất, dâu tây, dưa mật hoặc dưa đỏ, dứa. đặc biệt khi bị tiêu chảy, điều quan trọng là phải bổ sung dịch bị mất từ những lần đi tiêu lặp đi lặp lại. vì vậy hãy uống thật nhiều nước. tốt nhất bạn nên uống nước lọc hoặc các loại nước bù điện giải. bạn cần luôn đảm bảo rằng chỉ cần ăn thực phẩm đã được rửa sạch, chuẩn bị và bảo quản tốt thực phẩm không được chế biến và bảo quản an toàn sẽ khiến tăng nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng và điều đặc biệt cần lưu ý đó là luôn luôn tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm